Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong video ngày hôm nay, em xin tổng hợp những mẫu đầu DAC đang còn hàng tại Thanh Tâm để các bác có thể cập nhật được cái sản phẩm cũng như là mức giá và tính năng của từng bộ DAC một. Sắp tới đây thì bên em cũng về bổ sung thêm một vài những cái model khác của các thương hiệu rất là xuất hiện rất là nhiều lần tại shop như là Pioneer này, Mazang, Denon cũng như là Luxman. Ngày hôm nay thì bên em còn một vài những cái mẫu DAC của Pioneer, Mazang, Denon, TX và Onkyo. Trong video này thì em sẽ báo giá lần lượt những cái model đó để các bác có thể nắm bắt được cái thông tin hàng hóa mà Thanh Tâm Audio đang có. Cái phần kệ phía trước mặt của em đây là đại diện cho những sản phẩm của thương hiệu Mazang với CD kiêm DAC và DAC chuyên nghiệp. Thì ở trong cái kệ máy này chúng ta sẽ có hai con máy Mazang SA14S1. Đây là một trong những dòng CD tích hợp giải mã cao cấp của hãng với cái thiết kế build rất là to, chắc và khỏe. Các bác nhìn thấy đó là Mazang SA14S1 là một trong những cái con đầu CD kèm DAC giải mã với cái kích thước dân dụng. Và đặc biệt con đầu này thì nó sẽ chơi cho các bác cả được đĩa SACD, khả năng giải mã chuyên nghiệp từ các đường như TV, đồng trục và máy tính. Một con Mazang SA14S1 này với mức giá bên em đang sale off là 29 triệu một máy. Bạn nào quan tâm tới một trong hai model này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hôm nay của Thanh Tâm. Về hình thức của một trong hai model này các bác đang nhìn thấy đây đều là hàng đẹp xuất sắc các bác nhé, đều là hàng đẹp xuất sắc góc cạnh luôn. Hai máy 14S1 đang có sẵn hàng để phục vụ các bác với mức giá là 29 triệu kèm khiển zin, đẹp xuất sắc. Rồi phía bên trên thì chúng ta sẽ có hai con đầu máy Mazang ND8006. Vào năm 2018 và 2019 thì Mazang bất ngờ tung ra thị trường cái phiên bản ND8006. Và cái viết tắt của cái chữ ND chính là Network DAC. Và ngoài ra thì Network DAC DCD có nghĩa là chúng ta sẽ có một con đầu giải mã tích hợp 3 tính năng chuyên giải mã chuyên nghiệp, chơi CD và tích hợp tính năng về network cho một con DAC. Con 8006 này hiện tại bên em đang có hai con máy đẹp khoảng 98% kèm khiển zin, mức giá là 24 triệu các bác nhé. Bạn nào quan tâm tới Mazang ND8006 thì có thể liên hệ tới số Thanh Tâm ngay. Con máy này thì ngoài cái khả năng đọc đĩa CD, nó còn là một con DAC chuyên nghiệp với đầy đủ tính năng nhất các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, đầy đủ tính năng nhất. Đầy đủ tính năng thì nó sẽ gồm những tính năng như nào? Bao gồm từ TV, máy tính, đồng trục, USB, ổ cứng, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, HealthOS. Nói chung là chơi con ND8006 này thì các bác không phải mua thêm một cái thiết bị gì nữa, kể cả DAC chuyên nghiệp cũng như là CD. Và một con ND8006 này về hàng thì đâu đó giá sẽ dao động trong khoảng 25 đến 26 triệu hàng thùng xốp. Còn ngày hôm nay bên em đang có hai cái phiên bản đẹp xuất sắc khiển zin, em bán với mức giá là 24 triệu. Và cái con máy này hàng chính hãng thì là đâu đó khoảng 29 triệu các bác nhá. Cao hơn mất mấy triệu nhưng các bác mua của Thanh Tâm thì sẽ nhận được hàng đẹp. Và các bác có thể nhìn thấy đó là những sản phẩm của em Tâm đưa về, mặt bằng chung đều là hàng siêu lướt, vì thế cho nên hình thức rất là đẹp các bác nhá. Không phải hàng đã lát cũng như đã qua sử dụng, vì thế cho nên là tất cả những sản phẩm của Thanh Tâm đưa về thì gần như là đều là hàng lướt, siêu lướt và như mới rồi. Phía trên đây thì các bác sẽ có hai đầu máy. Đầu máy đầu tiên ở phía dưới đây là con Mazang NA7004, một trong những con Mazang rất là nổi tiếng trong cái phân khúc giá trên dưới 10 triệu. Con này về hàng đẹp xuất sắc các bác nhé, khiển zin, em bán với mức giá là 10.500.000. Trong video này thì bác nào nhiệt tình thì sẽ để cho các bác mức giá là tròn 10 triệu các bác nhé. NA7004 hàng đẹp xuất sắc, mức giá bây giờ chỉ còn 10 triệu thôi, thời điểm trước thì đâu đó khoảng 11 đến 12 triệu. Con 7004 này sẽ cung cấp cho các bác cái khả năng chơi nhạc từ TV, đồng trục, máy tính, ổ cứng USB các bác nhá. Rồi, đấy là về 7004. Còn phía trên này em đang có một con máy Mazang NA6006. Con 6006 này thực chất nó là một cái phiên bản thu gọn của 8006 với cái lược bỏ cái tính năng CD đi, vì thế cho nên cái mức giá nó sẽ mềm mại hơn. Còn những cái tính năng còn lại thì nó cũng giống với 8006, sẽ có giải mã từ quang học, đọc USB ổ cứng này, chơi nhạc từ Bluetooth, từ AirPlay qua tính năng kết nối Wi-Fi. Ngoài ra thì có cả app HealthOS
rất là tiện các bạn nhé, NA6006. Và phía trên đây thì sẽ có một cái đại diện nho nhỏ của dòng Pioneer với chiếc U05. Con này là một con DAC chuyên nghiệp kèm head ampli rất là mạnh, đặc biệt là phù hợp với những bác chơi DAC và chơi tai nghe chuyên. Con U05 này mức giá là 13.500.000, trong video này sẽ giảm giá cho các bác còn 12 triệu các bác nhé. 12 triệu một con U05 kèm khiển zin luôn các bạn nhé, kèm khiển zin luôn. 12 triệu U05 của Pioneer, giải mã lên tới DSD 5.6. Và tất cả những con máy mà vừa giới thiệu ở trong cột đầu tiên này thì sẽ đều là giải mã vượt qua cái ngưỡng 32 bit hết các bác nhé. Thậm chí như 8006 hoặc 6006 này còn giải mã lên tới DSD 5.6 hết. Còn những con máy 14S1 này thì là vượt qua cái ngưỡng 32 bit rồi. Ở bên kệ bên này thì ở phía dưới thì chúng ta sẽ có 3 con đầu máy DAC số của Sony với tên mã là HZ1ES. Con này thì đợt vừa rồi em săn được rất là nhiều hàng đẹp với tổng 3 máy để cho các bác chơi. Con này thì là con DAC duy nhất và cũng là đầu bảng của Sony với cái chuẩn Hi-Res Audio do thương hiệu này tạo ra để đo đạc và so sánh những sản phẩm có thể chạm đến mức độ âm thanh phân giải, độ tinh khiết cao. Và với Sony HZ1ES thì các bác sẽ có ổ cứng 1TB ở phía trong máy đã cóp sẵn nhạc. Việc còn lại là các bác sử dụng smartphone để lôi nó ra để chơi thôi. Và con máy này với mức giá đâu đó khoảng 35 đến 36 triệu. Tuy nhiên trong video này em sẽ giảm cho các bác rất là sâu, còn 33 triệu một máy các bác nhá. 33 triệu một máy Sony HZ1ES, một trong những mức giá rất là tốt từ trước tới giờ. Hiện tại thì em đang có 3 máy đều là hàng đẹp xuất sắc hết, kèm khiển zin. Khi mà các bác chơi Sony HS1 thì các bác sẽ không cần kết nối gì cả về một con DAC, không cần ổ cứng gắn ngoài hay kết nối không dây gì cả. Việc của các bác khi mà mua máy này về đó là kết nối Wi-Fi và sử dụng app ở trong điện thoại để gọi nhạc ra. Ngoài ra thì con Sony này nó rất là hay, đó là nó thiết kế cho các bác cả cái đường Balance Out và đường RCA Out. Và đặc biệt con này sơn xưởng giá rất là cao các bác nhá. Và đối với sản phẩm của Sony thì ở thị trường Việt Nam chưa có một đơn vị nào đứng ra để đại diện để cung cấp hàng sản phẩm âm thanh chính hãng. Con máy này được sách tay từ Nhật về với hình thức đẹp xuất sắc cả ba máy các bác nhá. Đợt đông ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có một đại diện duy nhất của con của thương hiệu này với tên mã là con 2500NE, DNP2500NE. Con máy này là con máy duy nhất của đợt đông có cái tích hợp giải mã chuyên nghiệp không kèm CD. Và con máy này đang có mức giá là 30 triệu, trong video này sẽ sale cho các bác còn 29 triệu các bác nhá, 29 triệu hàng có thùng xốp. Đợt đông 2500 NE tích hợp chip giải mã AL32 Processing Plus và con này sẽ chơi nhạc cho các bác từ TV, máy tính đồng trục, USB ổ cứng, AirPlay đầy đủ hết và hỗ trợ kết nối Wi-Fi đầy đủ các bác nhé. Ở phía trên đây thì em sẽ có một con máy đến từ thương hiệu Oppo, một trong những cái thương hiệu âm thanh mà ở Việt Nam mình không có quảng cáo rầm rộ cũng như không có người biết đến nhiều. Tuy nhiên chiếc Oppo Sonica Duck này là một trong những sản phẩm được giới âm thanh Nhật săn lùng rất là nhiều. Và đặc biệt khi các bác làm hàng đấu giá từ bên Nhật thì các bác có thể thấy con Oppo này nó có cái mức cạnh tranh như nào khi mà mua được một máy. Con này thì nó là gần như là hàng đầu bảng của cái dòng chip MQA mới nhất của ESS với cái dòng chip 9038, giải mã DSD lên tới 11.2, rất là khủng các bác nhá. Oppo Sonica S-Duck 3 có cái thiết kế chiều hậu rất là sâu, một con máy màu đen rất là tinh tế. Con máy này với mức giá là 23 triệu các bác nhé, Oppo S-Duck 3 rất là hay. Giải mã từ TV đồng trục, máy tính, ổ cứng USB, có cả Bluetooth các bác nhé, có cả kết nối Bluetooth cho trên Oppo này. Ở đây chúng ta sẽ có một con OnQ Duck 1000, con này thì là một trong những model mà được ví von với cái câu nói đó là ăn chắc mặc bền, dành cho các bác chơi hai hệ thống từ cả hát cũng như là cả nghe với hai đường out rất là mạnh của Balance và RCA. Con này với mức giá là 9 triệu các bác nhé, hàng đẹp xuất sắc, các bác có thể nhìn thấy mặt lưng của máy này. 9 triệu OnQ Duck 1000. Bác nào quan tâm tới một con máy giải mã 32 bit mà dưới phân khúc 10 triệu thì Duck 1000 cũng là một trong những ứng cử viên rất là hoàn hảo cho các bác chơi rất là bền. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có hai con máy nữa đến từ thương hiệu Pioneer, đại diện của Pioneer với model cao cấp nhất là N70AE và N50A. Con 70AE này đang có mức giá là 35 triệu kèm khiển zin, hàng đẹp xuất sắc các bác nhé.
70AE là một trong những nguyên mẫu DAC của Pioneer với cái model cao cấp nhất. Các bác khi các bác chơi em này thì không cần lăn tăn và nâng cấp gì nữa. 70AE sẽ cung cấp cho các bác tất cả những khả năng giải mã tuyệt vời nhất mà hãng Pioneer có trang bị trên sản phẩm của hãng, với đồng trục máy tính quang học, USB ổ cứng, Wi-Fi, AirPlay. Nói chung đầy đủ hết, con này dùng rất là thích các bác nhé. 70AE, mức giá là 35 triệu. Còn phía trên đây em có thêm một con 50A với hàng thùng xốp, mức giá là 16.500.000. Trước thì em có hai con nhưng mà chưa kịp làm clip thì đã có một bác khách ở trong Nam mua rồi, vì thế em chỉ còn một máy nữa thôi. Con này là thông tin là hàng có thùng xốp các bác nhé, mức giá là 16.500.000. Con này là hàng đẹp xuất sắc hiển zin, mức giá là 35 triệu. Phía trên này thì chúng ta sẽ có bốn cái đại diện của TX, một trong những cái dòng sản phẩm mà ở Việt Nam được rất là nhiều bác ưa chuộng do cái ưu thế của nó về những cái giải mã cái dòng nhạc bolero trữ tình. Ở phía trên này em nó có một con TX UDH01, một trong những sản phẩm giải mã đầu tiên của TX với cái khả năng giải mã lên tới 32 bit, và con này sẽ có cái đường out tín hiệu, nó bé như thế này thôi nhưng các bác nhìn này, đường out tín hiệu nó có cả ba lần cũng như RCA, rất là mạnh các bác nhá. Con TX AH01 này với mức giá là 6 triệu các bác nhá, 6 triệu. Vậy thì dưới cái phân khúc giá 10 triệu trở xuống ấy, thì các bác đã có N7004, NA7004 10 triệu, Onkyo DAC 1000 9 triệu và TX UDH01 6 triệu, rất là hay. Phía dưới của UDH01 thì chúng ta sẽ có các đại diện của TX còn lại, bao gồm một máy NT505, chúng ta sẽ có hai máy NT505 các bác nhá, hai máy NT505. Và em còn có thêm một con, hiện tại thì em đang có một con NT505 này, một con NT505X và một con UD503. Đó. Hiện tại em đang có 3 máy. Con UD503 này thì sẽ có mức giá là 14.500.000, bản sách tay từ Nhật. Con NT505X này thì sẽ có mức giá là 31 triệu bản chính hãng tại Việt Nam. Và con NT505 thường mà sách tay Japan ấy, mức giá là 26 triệu các bạn nhá. Con này thì sẽ có hàng thùng xốp, con này cũng hàng thùng xốp bảo hành chính hãng, con này thì hàng khiển zin các bạn nhá. Ba con máy nhìn rất là giống nhau và phải nhìn kỹ mã bên cạnh thì mới biết được, các bạn nhìn chưa? Nó chỉ khác nhau màu sắc của phông chữ. Tuy nhiên thì khi các bác nhìn về cái mặt này này thì các bác sẽ thấy cái điểm khác nhau giữa NT505X và NT505 trơn. Về cái phần chân đế của 505X thì được làm dạng chân đinh chén hứng, còn 505 thì là dạng bình thường thôi. Tất cả ba con máy này có khả năng giải mã lên tới DSD 11.2, một trong những cái định dạng rất là cao cấp. Và đặc biệt với NT505 và 505X thì nó còn có tích hợp cả Bluetooth không dây với chuẩn ATPX mới nhất của Qualcomm. Còn con UD503 này thì sẽ có giải mã từ TV máy tính đồng trục cơ bản thôi. Tất cả đều máy đều như thế hết. Con này mức giá là 26 triệu hàng thùng xốp, con này mức giá là 31 triệu hàng chính hãng thùng xốp, con này mức giá là 14.500.000 hàng sách Nhật các bác nhá. Vừa rồi thì em có giới thiệu cho các bác một vài những cái model đầu giải mã mà đang có hàng tại Thanh Tâm để các bác có thể lựa chọn trong cái tầm ví của mình. Bác nào quan tâm tới một trong những model ở trong khung hình đây có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.